đồng chí đại tá Hàn Sĩ Thiều, nguyên trưởng phòng tư của quân chủng phòng không quân không phòng nữa. Chúng ta vô cùng thương tiếc và kính mến đồng chí bí thư các ông các bà thư toàn thể các đồng chí. Đồng chí đại tá Nguyễn Xuân Thiều đồng chí sinh ngày 2 tháng 6 năm 1943 tại xã Tân Kiên, huyện Phi Yên, Hà Nam, nơi ở hiện nay sẽ có ba thôn của mình ở đồng bằng Mai và Tân Sơn, Hà Nội. Ngày 4 tháng 8 năm 1960 bước đầu đại tá chức vụ trưởng phòng quản thư cục kỹ thuật quân chủng phòng không quân vào đại hội sang Việt Nam đồng chí đại tá sự kiểm sinh trưởng trên quê hương giàu nghèo đại nam tháng tám năm 1960 nghe tin kêu gọi của đảng đồng chí nghĩa vụ vào quân đội nhân dân Việt Nam làm chiến sĩ đoàn viên trường văn hóa quân đội. Năm 1962 đồng chí kiểu đội phó đến năm 1963 giữ chức khẩu đội trưởng pháo hạm quân quân hai tăng thứ một quân chủng quân. Đến năm 1964, đồng chí được cấp trên cho đi đào tạo là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1969 là học viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, tốt nghiệp ra trường năm 1970, được phong quân hàm thiếu úy. Đồng chí được điều động giữ chức trợ lý ta về 12 phòng kỹ thuật sư đoàn 35 quân chủng phòng không. Đến tháng 11 năm 1975 đồng chí điều động giữ chức trợ lý mang tên là phòng kỹ thuật sư đoàn 35. Tháng 9 năm 1979 giữ chức trợ lý mang tên là phòng kỹ thuật sư đoàn 39. Tháng 12 năm 1982 được điều động giữ chức trợ lý đại đại cục kỹ thuật quân chủng phòng không. Đến tháng 4 năm 1983 đồng chí được bổ nhiệm giữ chủ nhiệm kho 331 cục kỹ thuật phòng không. Tháng 3 năm 1989 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng quản lý bộ tham mưu quân chủng phòng không. Tháng 2 năm 1990 đồng chí được cấp trên bổ nhiệm giữ trưởng phòng quản lý tổng hợp bộ tham mưu quân chủng phòng không. Tháng 4
些问题谈旅游国家未来，và nhiều lần đầu đặt các nhiệm chiến sĩ vua tặng khen thư khen. Kính thưa các đồng chí, đồng chí đại tá sức kiểu bộ tinh quân đội nhân dân Việt Nam quân chủng phòng không quân cục phí họ phòng và quân bộ tinh một người đồng đội một người bạn thân thiết đã có trong suốt năm tham gia bộ chiến đấu bảo vệ xây dựng tổ quốc. Đảng bộ phường Thương Mai thân thiết của đồng chí đại viên tổ dân phố mong một phát thư rất nhiều người thân thiết toàn thể địa phương đơn vị của cán bộ của một đoàn viên tích cực gia đình vợ đi người chồng yêu quý người cha người con thân yêu. Chúng ta mong rằng những người chủ tịch trong gia đình hãy nén đau thương tiếp tục công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ đạo đã quý sự nghiệp học tập tinh thần cách mạng trong sáng và những chương trình tổng kết cao quý của đồng chí chúng ta nguyện kế tục xứng đáng quân vương của đồng chí. Kính thưa quang linh đồng chí đại tá Diệu, xin đồng chí hãy lấy ở chúng tôi những người bạn chiến đấu, những người thân ruột thịt trong gia đình và tất cả bạn bè đồng chí nỗi đau và thương tiếc vô hạn. Nói với đồng chí, chúng tôi tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam quân chủng phòng không quân cùng kỹ thuật anh hùng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày càng mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao bảo vệ vững chắc bầu trời của Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vinh biệt chỉ đại tá Nguyễn Xuân Điều để được các vị đại biểu cùng toàn thể bà con dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Thank you.
độ chúng vô lượng hương trang nghiêm cổ tung Bồ Tát đạo thành tựu như Quang Dương. Cùng giang dễ nhâm dương cùng tên